Nhật Kim Anh thả thính, fan đẩy thuyền về với chồng cũ. Sau chuyến du lịch cùng chồng cũ và con trai ở nước ngoài, Nhật Kim Anh đăng khá nhiều status tâm trạng khó hiểu. Trong khi đó, nhiều người muốn đẩy thuyền cô về với chồng cũ khi thấy hai người và con trai có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Chuyến đi du lịch của hai mẹ con Nhật Kim Anh và chồng cũ của cô là phần thưởng mà nữ diễn viên đã hứa cho con khi bé có kết quả học tập tốt. Cũng trong thời gian này, Nhật Kim Anh tích cực chia sẻ nhiều tâm trạng trên trang cá nhân. Gần đây nhất cô viết một mình giết rồi cũng quen, chờ mãi chẳng tới ngày mai để thay đổi. Em bay đây, chúc cả nhà ngủ ngon. Trước đó, cô cũng thường xuyên cập nhật những câu nói đầy tâm trạng, nỗi niềm trong lòng như biển rộng mênh mông. Đã yêu thì không cần phải quá má ửng hồng khi anh là chồng của em. Có lúc cô còn đề cập hẳn đến việc thả thính khi chia sẻ, nghe chữ thả thính lâu rồi mà nay mình dùng thì có dính không ta. Trước động thái này, nhiều bình luận của bạn bè nam doanh nhân vào ý kiến và nhận được phản hồi. Không chỉ vợ cũ, trên trang cá nhân của Bửu Lộc chồng cũ Nhật Kim Anh cũng khiến công chúng chú ý và đánh giá về độ thính bay ngập trời. Trước động thái này, nhiều bình luận của bạn bè Bửu Lộc vào ý kiến và nhận được phản hồi. Chỉ là status thôi, còn yêu hay không là do cảm xúc. Ngay cả khi có bình luận gợi ý thẳng thắn về việc nối lại tình xưa, doanh nhân này cũng chỉ thả mặt cười ha ha để bày tỏ quan điểm. Thời gian trước đây, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc đã có những căng thẳng khi tranh chấp việc nuôi con. Tuy nhiên sau đó cả hai đã thỏa thuận để con trai ở với bố. Nhật Kim Anh chia sẻ cô không muốn con trai bị căng thẳng tâm lý, ở với bố lại lo cho mẹ, đi với mẹ sợ bố không vui. Cô bằng lòng để con trai tiếp tục sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Ngay sau quyết định này, Nhật Kim Anh và chồng cũ như bước sang một giai đoạn khác trong mối quan hệ sau ly hôn, là cùng nhau làm bạn để chia sẻ việc chăm sóc con trai. Với Nhật Kim Anh, có được những khoảnh khắc này là đủ vui và hạnh phúc, mà có khi tái hợp lại không được như vậy. Cùng suy nghĩ này, chồng cũ của cô cho rằng cho con đi chơi thì phải đầy đủ cha mẹ, con mới vui. Và đó mới là lý do họ ở bên nhau trong những bức ảnh mà mọi người thấy. Vậy nên việc đẩy thuyền Nhật Kim Anh về với chồng cũ là điều mà nhiều người xem ra là không có tương lai rồi.